thưa quý vị sự thâm nhập của biến thể omicron cho thấy dịch covid-19 vẫn đang biến đổi khó lường để tiếp tục chủ động kiểm soát dịch bệnh đặc biệt là dịp tết dương lịch năm 2022 và tết nguyên đáng nhâm dần sắp tới ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh đề nghị các sở ban ngành đoàn thể các địa phương tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết đánh giá mức độ nguy cơ điều chỉnh tăng cấp độ dịch Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Ban chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 cộng đồng, đảm bảo các điều kiện về y tế cho tất cả người dân phải cách ly điều trị Covid-19 tại nhà. Tăng cường thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy tính tự giác tích cực của người dân trong phòng chống dịch tiếp tục tuyên truyền các cơ sở địa điểm kinh doanh phải thực hiện tạo mã QR địa điểm để quản lý thông tin người vào ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất kinh doanh, sự kiện đông người. Mỗi người dân gia đình tổ chức doanh nghiệp không được chủ quan lơ là, cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, phải cảnh giác, điều chỉnh thói quen, tuyệt đối tuân thủ quy định 5K, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để khai báo y tế.